Rồi chào bạn, thì hiện tại mình đang tham dự một cái sự kiện của anh Cơ ra. Thì năm nay anh Cơ sẽ ra mắt rất nhiều những cái sản phẩm mới. Thì bây giờ mình sẽ vào trong một tuần xem thử coi là cuối năm nay anh Cơ sẽ bắt những cái sản phẩm nào ha. Rồi, ok. Đây bạn, thì đây là cái không gian mà anh Cơ họ sẽ ra mắt rất là nhiều những cái sản phẩm từ tay từ âm thanh nè. Chúng ta có dự biểu phòng nè và rất là nhiều những thiết bị mới. Thì bây giờ mình sẽ đi từng quầy ha để cho bạn xem cận cảnh coi như thế nào. Các bạn thì đây là cái nhà hàng đầu tiên ha. Thì ở đây họ sẽ trưng bày những cái sản phẩm về âm thanh. Cụ thể ở đây mình sẽ có một cái dòng mà tai nghe không dây Truelect mới. Thì mình có một cái dòng mình thấy là rất là hay ha. Đây là cái dòng Clarity Air 2 Pro nhưng mà phiên bản Marvel. Hôm nay may mắn thì mình mặc đúng cái áo Marvel Studio luôn các bạn. Rất tình cờ ha. Thì đây sẽ là phiên bản rất là đặc biệt ha, dành cho fan của Marvel giống như mình đây. Nhưng mà là phiên bản Iron Man, mình thấy là một hộp màu đỏ rất là nổi bật. Và đây sẽ có những cái tính năng mới nữa và pin của nó lên tới là 26 tiếng nè. Và cái đốc sạc của nó thì cũng có sạc không dây luôn, rất là xịn sò và có cả những cái kèm theo. Thì đây là ba cái phiên bản mà tai nghe Clarity Air 2 Pro phiên bản Marvel Series. Thì thấy là đây là phiên bản Captain, thấy không? Rất đẹp ha, đó, rất là xịn sò, nhẹ lắm bạn, cầm rất là nhẹ ha, trượt lên như thế này. Một cái logo của Captain đây. Thì đây là cái tai nghe, thì cái phần đúng tai silicone của nó sẽ là màu trắng, nó sẽ tương phản với lại cái phần tai nghe, nhìn rất đẹp, nó trắng xanh. Rồi, còn đây là cái phiên bản Iron Man này, mình cực kỳ rất thích Iron Man, đó, màu đỏ ha. Và cái phần nắm tay silicone tay thì nó cũng sẽ là màu đỏ luôn, rất đẹp. Và mình thấy là những cái biểu tượng của bạn thì hãng họ làm giống như là face hood bóng bẩy, nhìn rất là xịn ha. Đó, đây trượt lên rất là nhẹ nhàng phía sau như thế này. Còn đây là cái phiên bản Thor, đó, thần sấm đó bạn. Thì mình thử đeo vào một bên thử thôi nha. Đây, đó, đây. Thì đây là cái tai nghe Clarity Air 2 Pro khi mình đeo nó như thế này đó bạn. Đó, bạn thấy sao? Đẹp không? Đó, này nó đây. Rồi, tiếp theo mình sẽ chuyển sang một cái tai nghe mới. Đây là tai nghe Sport X10. Đây, Sport X10 ha, thì sẽ có hai màu, đó là màu trắng và màu đỏ. Thì mình thấy là cái tai nghe này nó có một cái thiết kế khá lạ bạn. Đây nè, cái phần móc cái vành và bên trong thì nó giúp bạn mình đeo nó chắc hơn. Như là đây mình phải ha, mình đeo thử bạn coi nha. Đây, đó. Thì cái này nó sẽ nằm bên ngoài như thế này, nghĩa là như vậy ha. Đó, đeo vào. Thì cái tai nghe này thì mình nghĩ là nó sẽ hướng đến những đối tượng ai mà thích gọi là tập thể thao nhiều á, đó thì nó sẽ bóc chắc hơn, kèm một lắc á như thế này nè thì nó sẽ không bị rớt ha, đeo rất là nhẹ. Còn đây là phiên bản Space A40 thì nó cũng sẽ có một cái thiết kế gọn hơn, một cái tông màu trắng như thế này ha, đó, khá là đẹp, rất là nhẹ. Chúng ta có ba màu đen, trắng và xanh, thì đó là phiên bản Space A40. Rồi tiếp theo qua đây, tiếp theo thì mình sẽ có một cái dòng tai nghe, thì nghe bảo là tai nghe này nó sẽ có dòng chữ là Work with Oculus, tức là nó sẽ tương thích với lại những cái kính thực tế ảo. Đây ha, VR B10. Cái này mình thấy nó cũng khá là hay ho nữa bạn. Đây nè, tức là khi nó sẽ kết nối không dây với lại những cái kính thực tế ảo, như vậy mình trải nghiệm nó sẽ sướng hơn. Rồi, thì đây là cái thiết kế của nó, mình thấy không? Thiết kế của nó nhìn rất là hiện đại ha. Tông màu trắng đen đặc trưng của Oculus. Và cái này mình nghĩ là nó sẽ gắn vào cái kính thực tế ảo mà bạn xài. Thiết kế rất đẹp các bạn. Đây nè, thấy chưa? Đó. Để thử nha. Có cái đèn ở đây thông báo nữa bạn. Thử nha. Đó. Ui, đeo nhẹ, nhẹ lắm bạn. Đóng lại như này nè bạn, nhìn nó rất là tương lai ha. Nè, đóng lại nè, nhìn nó rất là như một cái con nhộng bạn, có nút bấm đây nữa. Mở ra. Đó, thông báo pin nè. Đó, rất là xịn sò. Đóng lại, rất đẹp. Tiếp theo nữa mình sẽ có mẫu là Life B3. Thì mình nghĩ là đây là một cái dòng giá rẻ và nó sẽ có hướng đến những đối tượng là Gen Z thích màu sắc, màu mè đó. Thì ở đây sẽ có rất là nhiều màu ha. Chúng ta có màu trắng, màu cam, màu xanh đây. Và mình thấy là trên cái thằng tai nghe thì nó sẽ có được mặt rơm bóng như thế này là điểm nhấn rất đẹp. Rồi, phải màu xanh nha. Đây, đó. Đây, đeo lên này thôi. Nhẹ lắm, rất nhẹ. Thế cái thon dài để mình thao tác cảm ứng á, thấy không nè, rất là nhẹ ha. Thì cái dòng tai nghe này thì nó sẽ cao cấp hơn một chút. Đây, mình sẽ có cái dòng là Clarity 3 Pro. Thì ở đây mình thấy là cũng sẽ có 4 màu các bạn ha. Đây là màu xanh nè. Xanh, mình nghĩ chắc là xanh min, bạn có thể thấy không ha, đó. Xanh min như thế này. Thiết kế cũng có mặt chrome bóng bẩy ha, rất là đẹp như thế này. Là trượt xuống, nó như là một cái món đồ trang sức của phụ nữ vậy bạn. Trượt lên nè, sao không? Đây là cái tai của nó ha. Đây, cái tai của nó nè các bạn. Đó, sẽ có cảm biến, đeo các kiểu luôn. Để mình đeo thử ha. Mình sẽ đeo thử bên này ha. Đây, đó mình đeo. Đó, đây là thiết kế của nó các bạn như thế này. Đó, đeo ha. Đeo nhẹ, thoải mái. Nó bắt lư các kiểu. Đây là phiên bản màu trắng các bạn. Đây, màu trắng đây. Rất đẹp, đó, màu trắng. Còn đây là phiên bản màu xanh. Đây ha, đây là phiên màu xanh đó bạn. À, màu xanh tím gì đó mình không rõ ha. Còn đây là phiên bản màu đen. Đó, màu đen. Rồi,
Clip này sẽ hơi dài nha bởi vì mình muốn cho bạn xem tất cả những cái sản phẩm mới mà gần cuối năm nay mà Anker họ sẽ ra mắt. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua một cái dòng sản phẩm thứ hai rất là nổi tiếng của Anker, đó là những cái sản phẩm sạc dự phòng. Ok. Rồi. Thì đây là những cái sản phẩm về sạc dự phòng mới của nhà Anker được ra mắt gần cuối năm nay ha. Đầu tiên mình sẽ có một cái tên mã là Anker 727 Charging Station. Tức là đây là một cái tóc sạc mà nó kim luôn, là vừa là sạc dự phòng và vừa là một cái ổ cắm điện các bạn ha. Để mình có thể mình cắm thêm những cái ổ cắm rời ở ngoài nếu muốn. Như đây mình có là đây khá lớn nha. Mình sẽ có là hai cái ổ cắm phía trên như thế này, dạng dẹt và ba chấu luôn. Và phía sau này thì là bốn cái chân cao su, tức là ngầu. Công suất tối đa ra của nó là 100W các bạn, và nó dùng công nghệ GaN cho nên là công nghệ mới á, nó sẽ giúp cho cái cục sạc mình nó gọn hơn mà sạc nhanh hơn. Đó, rất là xịn sò. Phía sau này thì mình thấy là có một cái chấu, mình nghĩ là cái chấu rất là đặc trưng của nhà Anker, là thiết kế riêng đó các bạn. Mình không thấy cái cổng khác của nó ha. Còn đây là cái cổng kết nối của nó nè, nó sẽ có hai cổng USB-C và họ có công nghệ là PowerEQ độc quyền của Anker và hai cổng USB-A ở đây nữa. Thì mình thấy là hãng sẽ có in một cái lượng laptop đây, tức là bạn sử dụng cục này bạn sạc cho những cái laptop mỏng nhẹ như là MacBook ở 100W. Rất là ngon lành canh đào ha. Rồi tiếp theo đó là cái mẫu tên mã là 736 Charger ha. Và nó cũng có tên mã Nano 2, cũng là một số 100W luôn. Rất là gọn các bạn. Đây, cực kỳ gọn. Đây 100W nữa như thế này. Thì rõ ràng đó là nếu mà so là những cái cục sạc đi kèm theo trên MacBook á, và đó là nó gọn rất là nhiều ha. Mình sẽ có phía trên là hai cổng C và một cái cổng USB-A, công nghệ là PowerEQ độc quyền của nhà Anker. Thì hai cổng này thì bạn thấy sạc cho laptop, điện thoại mà có sạc nhanh, tối đa sẽ là 100W. Rất là gọn và dùng công nghệ GaN mới. Rồi, tiếp theo mình sẽ có một cái sạc dự phòng. Tên mã là PowerCore 24K, tức là cục này nó sẽ có lượng khoảng 24.000 mAh các bạn. Một cái nút bấm đây nữa ha. Đặc biệt có thể các bạn nhấn vào đây như thế này, nó sẽ có một cái hình màu. Đó, có một cái hình màu ha, để mình biết được là cái dung lượng còn lại của cục pin này bao nhiêu, rất là trực quan. Và mình thấy cầm rất là nặng các bạn, cầm ôi nặng lắm. Mình nhìn rất là chắc nha, rất chắc. Còn đây là phía trên nó sẽ có là hai cổng USB-C và một cổng USB-A 140W. Wow, công suất tổng của này các bạn 140W. Rất là dữ dội. Đó. Còn đây là thêm một cái củ sạc mới nữa bạn. Đây là con GaN Gram 150W. Ui, 150W các bạn. Đây nè, công nghệ GaN Gram mới nè. Đây, mình sẽ có 3 cổng C và cổng USB-A. Quá dữ dội luôn, 150W các bạn. Quá đỉnh. Đây, so với 100W, mình coi so sánh nha. 150W nè, 100W nè. Đây, thấy không? Hai con như là không có khác biệt nhau quá nhiều. Tiếp theo nữa mình sẽ có một cái sản phẩm mới, mình cũng rất là hay ha. Đó là một cái USB Power Strip, công suất tối đa sẽ là 65W. Giống như là đây là một cái cắm vô điện. Đây nè, bạn cắm vô cái ổ điện nè, cắm vô. Đó, còn cái này thì bạn sạc cho điện thoại. Đây sẽ có là một cổng USB-A, hai cổng USB-C. Phía sau cũng có nè, thì cái này mình cắm, mình bảo quản cái sạc cáp kèm theo. Và đây là cái khu vực để bạn muốn dây á, nó sẽ gọn hơn. Rất là hay ha, thiết kế rất là gọn. Rồi. Và đây mình sẽ có thêm một cái gọi là pin sạc dự phòng kim luôn, một cái cục sạc nhanh luôn như thế này. Và tất cả em thấy là những cái dòng sản phẩm của Anker họ đều thiết kế là chấu dẹt hết và cần xếp gọn như thế này để mình tiện mang theo đi du lịch á. Vẫn sẽ có là hai cổng C, một cổng USB-A ha. Bấm vào đây thì mình check được cái pin đó, nó sẽ có những đường led bên trong các bạn. Bấm vào bạn sẽ check được cái pin còn lại của nó. Bây giờ mình sẽ chuyển qua đây ha. Đây là những cái phụ kiện nó sẽ gọn hơn, đó là những cái củ sạc nhanh siêu nhỏ gọn và những cái sạc cấp sạc của dòng mới ha. Đây, chúng ta thấy đây là sẽ có những cái dòng cáp sạc nhanh C có, Lightning có và thiết kế rất là chắc các bạn, bằng silicon bên ngoài và cũng rất là chắc. Đó, rất là nhiều mẫu mã và có rất là nhiều màu sắc nhau cho mọi người chọn. Hay là mình sẽ có một cái cục pin dự phòng đây nữa và nó là màu rất đẹp bạn ha, màu xanh min này. Đẹp giả man luôn. Đó, không biết là bạn có phim có thấy đẹp hay không nha. Đẹp lắm. Đây là hai cổng C, một cổng USB-A nè. Quá đẹp. Tuyệt vời. Đó, đây sẽ có màu đen nữa nè các bạn, màu đen nè. Cục này thì nó sẽ có công suất là 500W powerhouse. À, powerhouse ha, đây là cái điều điện đầu ra các bạn. Đây là 20V 1.5A. Đó là cái công suất, con này là 20.000 mAh. Rồi. Đây thì mình sẽ có thêm là một cái tóc sạc các bạn. Đây, nó cũng có hai màu luôn, là màu xanh min và cái màu trắng. Hôm nay Anker chọn màu đẹp các bạn. Phía trước thì mình sẽ có là hai cổng USB-A nè, hai cổng C và có sạc nhanh là Power Delivery và công nghệ sạc của Anker độc quyền là IQ. Đây là phía sau sẽ có làm những cái chấu để mình thể mình cắm sạc nữa tùy. Và đây là cái dây cáp của nó rất là dày các bạn, cái lõi nó rất là dày luôn á, con cáp rất là dày nha. Đây là sạc ba chấu, thì mình nghĩ là nếu bạn xài Việt Nam thì bạn sẽ có mua thêm những cái chấu sạc chuyển qua ba chấu sang hai chấu á, thì mình sẽ xài ok hơn. Và đây là một cái sản phẩm mình rất là thích nè các bạn. Đây
Đây là pin sạc pin dự phòng mà sạc MagSafe không dây nha, mà rất là mỏng. Và ngoài cái việc là nó là một cái cục pin sạc dự phòng ra sạc không dây luôn á, thì nó còn có một cái thiết kế rất là thông minh, đó là biến thành cái giá đỡ như thế này. Đó, rất là hay nha, khi mà đặt lên như thế này ha. Thì ở đây mình có một cái iPhone nè, 13 Pro ha. Đó, kể cả khi bạn mà có dùng một cái ốp như thế này nữa, mình coi thử nha. Đây, thì mình thấy là nó vẫn thích nè. Này, nó vẫn ăn nữa bạn ha, nó vẫn nhảy nè. Tức miễn sao là cái ốp của bạn á không quá dày là được, và nó vẫn sang. Và bạn thấy mình dùng nó như thế này ha, đó mình dựng lên rồi khá là tiện ha. Đó, thì mình nghĩ đây là một trong những sản phẩm mà anh Cơ sẽ bán rất là chạy khi mà nó thiết kế mỏng nhẹ mà nhiều màu nữa thời trang. Phía trên này sẽ có thêm một cái đèn led thông báo trạng thái là cổng C để mà sạc cho những thiết bị khác nếu muốn, và nút thông báo nguồn. Và cái củ sạc này á, thì nó sẽ có cái nguồn điện đầu ra là, để mình xem coi, 5V 2.4A các bạn ha. Đó, đây sạc không dây là 5W 7.5W, còn với PC sẽ là 5V 2.4A, rất là gọn. Và bên kia sẽ có thêm hai cái mẫu pin sạc dự phòng nữa, nhưng mà nó thiết kế là dạng thỏi các bạn, thiết kế dạng thỏi như là những cây son phóng to ra rất là đẹp ha. Đó, đây nè, đó hai cây son nè. Đó, và sẽ là những củ sạc nhanh siêu nhỏ gọn, công suất sẽ là 30W. Thì bạn có biết là iPhone 14 mới á thì nó sẽ nhận sạc tối đa là 30W, còn bình thường á thì nó sẽ sạc tối đa 27W. Thì nếu bạn mua cục sạc 30W này thì bạn sẽ sạc được cho cả iPhone 14 Pro Max luôn, rất là tiện ha, rất là gọn. Rồi, và cái điểm cuối cùng mình muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là cái gọi là một cái chạm sạc các bạn. Đây, rất xịn sò, một cái chạm sạc của nó là rất là khủng nha, quá dữ. Tên mã của nó sẽ là 757 Portable Power Station, và công suất của nó sẽ là 1229W. Đây nè, thế là cái cổng cấp nguồn của nó các bạn ha, cái cổng nguồn của nó nè. Ở cái con này thì bạn nào mà đi phượt nhiều á, bạn mà kiểu như đi bán tải á, giác này theo là cắm nấu cơm hay là thoải mái vô tư. Thì mình thấy là bên hông này á, thì sẽ hãng sẽ thiết kế cho nó là những cái phần tản nhiệt để mà làm mát cho cái cục này khi bạn xài trong thời gian dài, rất là xịn sò ha. Còn đây là cái mặt tiền của nó nè các bạn. Mặt tiền của nó thì nó sẽ có rất là nhiều cổng nè, rất nhiều cổng, nhưng tiếc là mình không có bật được nguồn lên để cho bạn xem coi là cái mặt tiền như thế nào. Rất là nhiều ha, đây nè, rất nhiều thứ. Và ở đây sẽ có một cái dây đèn led nữa, thì bạn sẽ dùng nó để mình trợ sáng á, mình trợ sáng cũng rất là tiện. Mình nghĩ là chắc là cục này nó hết pin rồi các bạn. Đó, cho nên là không có demo cho các bạn xem được ha. Đây, con này thử rồi. Ôi, nó nặng lắm. À, trời ơi, nó vừa tập tạ các bạn. Trời ơi, nó nặng. Ủa, quá khủng vậy. Đó, rồi. Tiếp theo mình sẽ có là một cái húp. Đây, húp này thì nó sẽ là 8-in-1 ha. Sẽ có tất cả là 8 cổng cho các bạn. Mà thiết kế bên ngoài thì một đồ bột da, rất xịn sò ha, một cái thẻ SD lớn nè, micro SD nè, hai cổng USB-A nè, tốc độ tối đa là 10G và một cái jack 3.5. Còn cái này là HDMI, cổng băng lan và một cổng C. Như vậy thì bạn có thể mình tiết kiệm được cái tiết gọi là mình xài những cái MacBook á, đó mình cắm vô đây mình xài, thì mình có thể mở rộng thêm rất là nhiều cổng kết nối khác nữa, rất là xịn ha. Rồi, và ở đây mình sẽ thêm một cái như vậy nữa, nhưng mà cái vỏ nó bằng kim loại bạn. Đó, rồi chắc hai cái cổng cáp của nó là bọc dù này, rất là dày nha, rất là dày luôn. Thì cái cục này thì nó sẽ có tất cả là 11 cổng đó. Mình sẽ có là hai cổng USB A, ba cổng USB A và hai ba cổng lận. Có một cái cổng 3.0 nè, tốc độ cao. Cái cổng USB C đó. Và cái phần vỏ cũng được làm rất là chỉnh chu nha, rất là xịn. Còn bên này thì sẽ có thêm là cổng HDMI, cổng display bọt luôn, xuất hẳn ra bên ngoài ha. Hai cổng thẻ nhớ và cổng sạc nhanh PD. Rất là xịn. Rồi. Và cái điểm sản phẩm cuối cùng mình trên tay ngày hôm nay đó đây. Đây là một cái docking station. Đó, bạn nào mà xài theo dạng chuyên nghiệp á, nhu cầu cao hơn á, thì bạn mua cục này ha. Toàn bộ cái phần vỏ con này bằng kim loại bạn, và nó được cắt CNC và nó là rất là chỉnh chu. Đây nè, đẹp lắm, quá đẹp các bạn. Và mà trước của nó thì bạn sẽ có một cái khe SD lớn, thẻ nhớ lớn nè, 3.5 nè, sạc nhanh PD nè, 10G nè, và sạc cái cổng C này sạc tối đa là 90W nè, sạc được cho MacBook nha, laptop gì đó, Thunderbolt nè, nút nguồn ở đây. Đây là mặt sau sẽ có cổng cấp nguồn 120W, HDMI hai cổng, Thunderbolt, cổng C, LAN và 4 cổng USB A, trong đó sẽ hai cổng để mà cho tốc độ cao. Thì coi như là mình đã có một cái video nhanh để cho bạn xem tổng thể tất cả những cái sản phẩm mới và anh Cơ ra mắt trong cuối năm nay. Rất nhiều ha, pin dự phòng nè, âm thanh thì có tai nghe không dây nè, siêu LED nè ha, có chạm sạc nè, có những đồng thẻ nhớ nè, và rất nhiều những cái sản phẩm khác. Thì bạn cái sao và những cái sản phẩm mới của anh Cơ thì bạn có thể comment bên dưới video. Và do xung quanh bạn đang có rất tiếng nhạc rất là ồn ha, thì khi nào mà có giá thì mình sẽ cập nhật cho bạn kỹ hơn cho bạn xem. Rồi, chào các bạn.